Cô à, có thể ngồi ké không? Anh ăn cơm hả? Tới căng tin dĩ nhiên ăn cơm rồi, không để giống như cô vậy ngồi đây mơ hả? Làm gì có. Ai nói không? Đầu tôi có chút hơi đau, còn định nhờ cô giúp tôi massage. Ai ngờ hình như đầu cô còn đau hơn tôi. Phải rồi, nghe nói đồng nghiệp bên hình cảnh không sao nữa rồi. Đúng vậy, tôi cũng quên báo cô biết nữa. Không sao thì tốt rồi, không cần phải đau đầu nữa. Tôi cũng muốn tiếp tục đau đầu lắm. Ý tôi tức là nếu như nó không ngừng bị đau đầu thì sẽ có người tiếp tục massage giúp tôi. Thật ra cô massage đã lắm. Tôi không hề nghĩ bậy bạ nha. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu đàn ông mấy anh suy nghĩ gì nữa. Tôi là một người đàn ông thật sự, cô có gì không hiểu cứ hỏi tôi. Người này chính là người xấu xa của cô hả? Ông không những bỏ vợ bỏ con, còn không ngừng dùng tình cảm để moi tiền cô. Ông là người muốn đám cưới đãi tiệc mà lại bắt cô trả tiền hết. Có phải người này không? Ông còn định bắt tôi trả tiền cho chuyến đi tuần trăng mật ở Maldives nữa. Cô mặc kệ ông đi. Nè, có thể cho tôi coi thử mặt mũi con nhỏ đó không? Dạ, râu dài gặm cỏ non, biết ăn lắm. Anh nói ba tôi biết ăn hả? Dĩ nhiên không phải, tôi nói con nhỏ kia kìa. Con nhỏ này chỉ có hai mấy tuổi, ba cô thì mấy chục rồi. Chắc con nhỏ đó thấy ba cô sắp chết, có thể lấy được gia tài. Không lẽ chơi trò lật lọng với ba cô? Ác ở chỗ ba tôi đâu có tiền gì đâu, cho nên mới moi tiền cô. Nè, ba cô thì moi tiền của cô, nhưng sao cùng cũng là vô túi con nhỏ đó. Cũng đâu còn cách gì khác. Tôi tránh được lúc này cũng không tránh được cả đời. Nói sao ông cũng là ba tôi. Nếu hai người đó đăng ký kết hôn thì họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để moi hết tiền của cô. Không lẽ tuyệt tình vậy sao? Không được, tôi phải giúp cô suy nghĩ cách để giải quyết vụ này mới được. Làm ơn một bình trà nóng ăn đi. Sao đây, cách của anh có ổn không? Nghe tôi nói rồi làm theo, chắc chắn ổn. Con gái à, ăn trưa thôi mà, có cần sang vậy không? Khỏi tiết kiệm cho con, dùng tiền của thằng cha già đó ăn mà, đâu phải tiền con đâu. Con nói cũng đúng, cực khổ mới moi tiền của thằng cha già đó, không ăn sang làm sao bù đắp công sức bỏ ra. Không ham tiền của ổng, không lẽ ham tính xấu của ổng hả? Nó mới biết nha, má lấy ổng á, mà còn chơi ổng già nữa. Má biết con cực khổ. Nè, con cứ lấy lý do phải lo liệu chuyện đám cưới, lấy được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu, tới lúc đó lấy đại cái lý do gì đó ly dị thằng cha già đó là được rồi. Em gái, anh muốn ăn gì cả? Anh hai muốn ăn gì cả? Được rồi, em gấp cụm há cảo gì cá cho anh ha. Hay quá, có há cảo gì cá ăn. Sao không có gì cá trong đó vậy? Anh muốn ăn gì cá à? Được rồi mà anh hai, đừng có nhõng nhẽo nữa, em không dỗ anh đâu. Nè, em cũng đang bị bệnh mà, tuần nào cũng phải đi chạy thận, sức khỏe của em không được tốt, làm gì có tiền mua di cá cho anh chứ. Alo ba hả? Ba đang ở đâu vậy? Sao nói đi uống trà, bàn chuyện đám cưới của ba. Còn với anh hai đang ngồi đợi ba đó, vậy đi ha. Bộ ba sắp đám cưới hả? Đúng vậy đó, ba sắp cưới vợ mới là mẹ kế của chúng ta. Vợ của ba vừa trẻ trung vừa chịu cực được, sắp tới sẽ có người chăm lo cho chúng ta rồi. Mẹ kế có đẹp không vậy? Được rồi, để em mở hành trang coi. Anh muốn coi. Trời, đúng gia đình này đúng là xui xẻo cả đời luôn. Tuổi còn trẻ mà giữ thằng con vậy là tội, coi như xong đời rồi. Nè, anh coi đi. Mẹ kế đẹp quá. Nè, lùm lại đi. Mẹ kế đẹp quá. Cẩn thận đó. Anh hai à, mẹ kế của mình có đẹp hay không cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là cô ấy vừa trẻ trung vừa chịu cực được, có thể chăm lo cho chúng ta. Chúng ta sắp thoát nạn rồi. Con gái, con bị ổng gạt rồi. Dám nói con gái ổng làm cảnh sát và đã mua được nhà, thì ra là đứa bệnh hoạn, còn nuôi thêm thằng khờ nữa chứ. Mua một tặng hai, đừng trúng kế nha. Chúng ta cắt đứt liền đi. Không ăn nữa, về thôi. Về. Đẹp quá. Đúng vậy đó. Đau, buông tay ra đi. Là ba. Ba làm gì vậy hả? Giả làm cướp sao? Ba giả này giả nọ làm sao giỡn bằng con. Con tìm người giả dạng làm con ba. Ba có đứa con trai khờ khạo hồi nào? Thân của con bị gì hồi nào hả? Con làm cho Momoko rồi chia tay với ba, con hài lòng chưa? Bạn gái của ba giả điên còn hay hơn con nữa. Cô giả bộ yêu ba thôi, rồi sau đó tìm cái cớ để ly dị với ba. Ba làm được ba của cổ rồi, cô muốn gì ở ba? Cô chỉ ham tiền thôi, ba đừng ngây thơ quá. Con tưởng ba không biết sao? Tuy ba nghèo rách mồng tơi, nhưng ba cũng là một người đàn ông. Ba chỉ muốn tìm người nói chuyện với ba và sống qua ngày với ba thôi. Ba làm sai cái gì? Ba sống cô đơn một mình là do ba gây ra thôi.
má của con cũng tại vì ba mới cày tới chết đó. Đừng có nhắc tới má con nữa. Tuy là ba có lỗi, nhưng mà chuyện giữa ba và má con không thể lừa con lên tiếng. Ba, nếu ba thực sự muốn tìm một người bên cạnh ba, ba nên tìm một người thật thà chất phác, gia cảnh trong sạch, tuổi tác ngang ngửa ba để chăm lo cho ba. Ba đừng ham cô gái trẻ trung mặt mũi xinh đẹp này nọ nữa, có được không? Ba chỉ có một mình con, con không lo cho ba, ba cũng không mong chờ gì. Nhưng ba tìm người phụ nữ như thế nào không liên quan tới con, không tới lượt con lên tiếng. Tóm lại một câu, ba chết kệ ba, không liên quan tới con. Sẽ được. Sô-cô-la hay vani? Cảm ơn. Có người nói trẻ con sẽ lựa chọn, nhưng người lớn thì sẽ lấy hết. Nè, cho cô hết đó. Nếu như tôi vẫn còn là trẻ con thì tốt biết mấy, không cần phải buồn rầu chuyện gì. Cô đang rầu chuyện gì? Chuyện ba cô hả? Cô muốn tiếp tục làm đứa con hiếu thảo? Tôi biết rõ, ổng là gánh nặng của tôi, chuyện này cả đời cũng không thể thay đổi. Nhưng tôi đã hứa với má tôi, cả đời này tôi sẽ không bỏ rơi ổng. Hiểu rồi. Sinh ra trong gia đình nào chúng ta không thể lựa chọn, nhưng mà gặp được cha mẹ nào thì phải coi chúng ta có hên không. Đừng nói về tôi nữa, nói về anh đi. Gia đình anh sao rồi? Ba má tôi hả? Cũng tài giỏi lắm. Sau khi sinh tôi ra xong thì họ muốn có đứa con gái nên đặt tên tôi là Đới Lữ. Ai ngờ họ viết sai. Chữ nữ bên trong chữ khẩu thì đọc là nam, mà làm cho ai cũng đọc sai tên tôi. Cũng đâu tới nỗi, cô mắc cười lắm. Bị người ta cười chút cũng được mà. Ít ra thì chính vì cái tên này mà mọi người đều nhớ mặt tôi. Sau khi Bảo Bảo ra đời thì cả nhà tôi đều rất là thương nó. Nó là đứa nhỏ nhất trong nhà, cũng là đứa dữ nhất. Tôi đó bị nó ăn hiếp từ nhỏ tới lớn luôn á. Anh nói vậy thôi, nhưng tôi biết là tình cảm của hai người rất là tốt. Lúc nó không chửi tôi thì cũng tốt lắm. Tính cách của đứa em này đúng là hơi thẳng tính, nói chuyện hơi cọc lóc, cái miệng thì hơi độc ác một chút, với lại không bao giờ chịu thua. Nhưng mà mấy chuyện khác thì nó không có gì hết. Vậy mà không có gì hả? Lúc mà tôi cãi nhau với cổ đúng là đáng ghét lắm đó. Cũng đành chịu thôi. Bà má chúng tôi chết sớm, từ nhỏ tới lớn anh em chúng tôi nương tựa lẫn nhau. Nó hung dữ như vậy cũng là vì muốn bảo vệ tôi thôi. Tôi chỉ có thể ủng hộ nó. Anh thì sướng rồi, gia đình vui vẻ như vậy, lại còn rất hòa thuận, tình cảm của anh em anh cũng rất tốt. Còn tôi thì số của tôi đã định sẵn, không thể cha hiền con hiếu với ba tôi. Shadow à, thật ra trên đời này ngoài gia đình ra thì vẫn còn rất nhiều thứ. Nè, hay là vậy, nếu sau này cô gặp chuyện gì phiền não cứ tới tìm tôi ha. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Nếu như không thể giải quyết được, tôi sẽ mời cô ăn kem. Không chừng sang hết túi tiền của anh đó. Không có sao hết.